Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thị trường của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 xuất khẩu thủy sản đạt hơn 790 triệu đô la Mỹ, tăng 5,4% so với tháng 4 và tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, lũy kế 5 tháng đầu năm, nhóm hàng thủy sản xuất khẩu mang về kim ngạch 3,27 tỷ đô la, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Về thị trường, thủy sản Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Mỹ đạt gần 667 triệu đô la, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 20,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước. Nhật Bản đứng thứ hai với kim ngạch đạt hơn 552 triệu đô la Mỹ. Các vị trí tiếp theo là EU, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đối với người dân vùng biển thì họ chỉ trông chờ vào những chuyến đi biển. Vì thế, ngăn đà lao dốc của giá hải sản trong dịch bệnh đang là mối quan tâm hàng đầu ở 28 tỉnh thành phố ven biển hiện nay. Tại tỉnh Khánh Hòa, đến lúc này đã xây dựng được 3 chuỗi liên kết khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ. Hơn 150 tàu cá của ngư dân đã tham gia vào các chuỗi liên kết. Cái được lớn nhất của ngư dân khi tham gia chuỗi liên kết là giá ổn định. Nhìn chung, cả hai hướng tiêu thụ này vẫn giữ được ổn định. Đến hết tháng 5, xuất khẩu thủy sản ở Khánh Hòa đạt trên 290 triệu đô la Mỹ, chiếm gần 9% giá trị xuất khẩu thủy sản của cả nước. Còn đối với tiêu thụ nội địa, trong điều kiện tăng cường kiểm soát dịch bệnh nhưng vẫn không làm đứt gãy khâu lưu thông. Mặt hàng phân bón đang là nỗi lo của người nông dân khi mà giá liên tục tăng cao. Chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương tổ chức mới đây, đại diện Cục Hóa chất Bộ Công Thương cho biết phân bón đang bước vào chu kỳ tăng và dự báo từ nay đến cuối năm, giá phân bón sẽ tiếp tục giữ ở mức cao. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để theo dõi diễn biến thị trường phân bón và có các giải pháp kiểm soát, bình ổn thị trường cho phù hợp. Nhằm hỗ trợ nông dân trồng mận hậu Sơn La tiêu thụ sản phẩm, những chuyến hàng đầu tiên đưa loại nông sản này đến với người tiêu dùng miền Trung và miền Nam đã khởi hành. Những lô hàng do tỉnh Sơn La phối hợp với Vincommerce, công ty cổ phần BNC Nguyễn Trần thực hiện sẽ được tiêu thụ trong hệ thống siêu thị Vinmart, Vinmart Plus. Tỉnh Sơn La đang tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, nhà phân phối chung tay hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ mận. Toàn tỉnh Sơn La có trên 9.000 hecta mận với sản lượng mận hậu ước đạt trên 68.000 tấn. Tuy nhiên đầu ra hiện nay gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh. Có thể thấy những tác động của dịch bệnh COVID-19 đã làm cho giá mận nhiều nơi ở Sơn La xuống thấp kỷ lục. Tuy nhiên, tại huyện Mộc Châu đã có những hộ nông dân chủ động thay đổi tư duy canh tác khoa học và thực hiện tốt khâu kết nối tiêu thụ. Như vậy, vẫn duy trì được giá bán cao và ổn định. Ghi nhận của phóng viên thị trường. Vườn mận của gia đình ông Hoàng được chăm sóc theo phương pháp truyền thống. Nhiều cây còi yếu, lá vàng, quả mận không đồng đều đã khiến việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Dịch bệnh mận thì rẻ năm nay thì rất phức tạp kinh tế nên thì mấy hôm trước bán thì mận thì có được 6-7 nghìn, nhưng mà bây giờ thì hái đi bán thì có hôm thì được có 2-3 nghìn thì không đủ để chi phí trong không đủ chi phí cho bón phân rồi là chăm sóc cho mận. Hiện tại đang là chính vụ mận ở Mộc Châu. Đối với những cái quả mận như thế này thì người nông dân thu hái có thể bán được giá 5.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên ở ngay vườn bên cạnh thì giá trị quả mận có thể lên đến gấp 10 lần. Một vườn mận xanh mướt, những quả mận trái to và đều. Đây là kết quả của những thay đổi trong kỹ thuật canh tác của người nông dân này. Ngoài việc làm lưới phủ giúp tránh tác động xấu của thiên tai, từng cây mận được chăm sóc, đốn tỉa theo đúng kỹ thuật, kết hợp với phân bón hữu cơ hợp lý. Để đạt được cái quả mận tốt này thì cái quy trình chăm sóc là nó rất là đòi hỏi rất là kỹ thuật, kể cả từ khi cắt tỉa cho đến nước tưới đầy đủ. Mình dùng phân hữu cơ nhiều chứ không dùng phân hóa học. Cái này thì tôi đã áp dụng năm nay là năm thứ ba rồi, thì cái hiệu quả nó mang lại cũng rất là tích cực. Thực ra là cái mận to này chúng tôi đi mua rất là khó, bởi vì không phải vườn nào cũng có. Có vườn thì nó cũng to nhưng mà nó lại không đạt mẫu mã và sai quả. Nhưng có vườn thì nó lại quả thì to nhưng mà lại mềm nhiều. Nên là không phải cái vườn nào cũng có, nên chúng tôi đi tìm cái hàng này cũng rất là vất vả, nên bảo sao giá thành nó rất là đắt. Như cái loại mận này thì chúng tôi đang mua ở tại vườn là giá 50.000, xuất cho các cái sạp hàng vít ở Sài Gòn rồi các siêu thị. Huyện Mộc Châu hiện là khu vực trồng mận hậu lớn nhất của tỉnh Sơn La với diện tích hơn 3.200 ha, sản lượng ước đạt trên 10.000 tấn. Việc thay đổi lối canh tác đúng kỹ thuật kết hợp với áp dụng khoa học vào sản xuất đã khiến nông sản giữ được chất lượng và giá bán ổn định trong mùa dịch.